Shop Nick tự động, sĩ cao shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Từ từ, mình lên xe mình kiếm người coi. Wow, đây à, đây à, làm sao làm gì mà căng. Đơn giản, bây giờ thì mình đã có được cú ra luôn rồi nhá. Đầu trận có luôn khẩu này thì quá ổn rồi. Biết nói gì nữa hả anh em, đầu trận có luôn cú ra. Thế này thì các bạn lại bảo là không ngon đi, bạn nào nó không ngon nào. Có bạn nào bảo là không ngon đi. Đây mình lên phía trên xíu coi nào. Ơ hồng sát này. Hồng sát có mỗi cái khẩu EMP thôi, hơi nghèo đấy, nên thôi. Bây giờ xe mình qua mấy chỗ khác mình săn thêm mạng thôi. Ồ, thêm đạn súng trường không? Cái quan trọng bây giờ là mình muốn thêm đạn súng tiểu liên cơ. Bởi vì là đạn súng tiểu liên mình đang có khá là ít, có mỗi tầm khoảng 83 viên. Ok. Xe mana đến giáp anh em ơi, chuẩn bị là ngon lành. Có luôn được giáp chống nổ, quá ổn. À 7 túi máu đây, lượm hơi nhiều đấy. Với ba lô 2 thì mình khuyến khích anh em đó là hãy nên lượm. Lượm tầm khoảng là 5 túi máu thôi, 7 túi máu anh em để cái lượng chống ba lô anh em lút thêm đạn, chơi có phải là ngon hơn không? Đấy, được chưa anh em? Và các bạn hãy cùng theo chân mình đi săn mạng nhá. Nếu mà anh em hỏi là cập nhật phiên bản Open 16 đến mấy giờ thì mình cũng không rõ nữa cơ. Cái này thì bên trang chủ Free Fire người ta chưa có cập nhật, nhưng mà bình thường ấy, thông thường ấy, nếu mà sớm thì ngày mai 13 giờ các bạn sẽ được chơi, còn muộn thì tầm khoảng 17, 18, có khi là đến 21 giờ mới được chơi đối với phiên bản mới. Nói chung là anh em cứ xác định tinh thần là từ đầu chiều, nếu mà nhanh anh em sẽ được chơi, còn không thì muộn cứ đến tối, 7, 8 giờ tối. Cập nhật làm gì có bỏ CG15 đâu em, anh nhớ là có tăng tốc độ bắn của CG15 hay là tăng cái gì đấy, không nhớ nữa. Các bạn có thể là vào cái mục New Channel Log, tức là những cái thay đổi mới của phiên bản OP16 trên trang chủ fanpage chính thức của Ghana Free Fire nha. À đây, một đứa đây. Làm sao, ui, vãi trưởng, làm sao. Mình chưa có bom keo. Chưa có bom keo, gặp ngay thằng nhầy như này thì. Ui vãi trưởng, nó sấy được mình luôn anh em ạ. Qua đây. Nó qua đây thật. Hơi căng rồi nha mọi người ơi. Vỡ đầu. Mày tính lùa anh à? Bởi vì là anh không có bom keo thôi nhá. Chứ không thằng này nó lên thớt với mình lâu rồi anh em ạ. Không cần phải chờ đợi đến bây giờ đâu. Xem nào, nó có giảm thanh này anh em. Ít ra là mình cũng nên lượm thêm một ít máu này. Đó. Mấy cái thằng rơm rơm này, cái đòi chơi kẹo là như nào nhỉ? Ok. Chuẩn bị là có được giáp 4.5 rồi nha. Ngon lành. Giảm thanh này. Ngon. Qua đây luôn các bạn ơi. Xem nào, mình qua đây xem là chúng ta sẽ có được những gì nào. À, cuốn máu cái đã. Có phiên bản OP16 anh like giới thiệu nha. Ok luôn mọi người. OP16 thì like giới thiệu phiên bản mới luôn cho anh em. Vào đây, mình chạy qua phía 15 độ đã nha mọi người. Anh dành quá tai, đâu dành đâu, anh bình thường thôi mà em, đâu dành đâu. Các bạn bảo anh dành quá tai là sao? Qua đây một xíu nào. À, mình ra tạm ngoài này đi. Ủa. Ok vậy. Xem mình qua mấy khu khác chuẩn bị là săn thêm mạng thôi nào anh em. Vì sao mà anh không thích chơi súng tỉa vậy á? Bởi vì là chơi súng tỉa thì bây giờ nó khá là khó khăn, đơn giản là mấy bạn ấy toàn xài MP40 với lại mấy khẩu súng bắn nhanh thôi. Anh em mà chơi súng bắn tỉa thì bắn nó không lại. Ngày trước thì súng bắn tỉa bắn nó rất là mạnh, còn bây giờ là súng bắn tỉa nó cảm giác mình chơi không được, yếu nên mình không có chơi. Có người. Đúng rồi đấy, có người này. Dựng bom keo à? Làm sao? Chạy đi em ơi. Chạy đi em ơi. Vỡ đầu.
mà chạy với anh được hả em ơi? Trời ơi, công nhận đáng thương vãi chưởng. Thật sự là thương cho các bạn này. Nói đùa thế thôi, anh em ơi, thương gì, mình không giết bạn ấy thì bạn ấy cũng giết mình mà thôi. À, chúng ta nên qua cái khu công sở một xíu nhỉ anh em. Đây, qua cái đảo bên này. Mình nghĩ là công sở mình thật là thấy cũng đông bạn nhảy khu này đấy, nên là đu các treo qua đây, mong muốn là sẽ kiếm thêm thật là nhiều mạng. Ok, bình tĩnh. Qua đây anh em thấy ai chưa? Riêng kẹo là mới thấy là có một vài cái hòm sát thôi anh em ạ, còn người thì chưa thấy một ai cả. Nhưng mà cứ từ từ nhá, đây mình để sẵn bom keo ra ngoài rồi. Xíu nó thằng nào bắn bất ngờ cái là dựng bom keo lên là sống rồi. Có nào mọi người? Ơ, hay là anh em lại bảo với tôi là khu này lại không có ai thì hơi mệt đấy. Anh cố lấy 10 kill nha, ok, cố gắng 10 kill top 1 luôn cho anh em tâm phục khẩu phục nhỉ. À đủ. Ờ, ra ngoài này coi. Người đâu cả rồi, là người đâu cả rồi vậy? Đây các bạn, mình chạy theo phía 210 xíu coi. Ồ, người đâu cả, ta chưa thấy ai này. À đủ. Sao lại chưa thấy ai nhỉ? Xem là chúng ta sẽ có gì nào. Ok, nòng súng 3 hả, ngon lành. Thế mình vứt cái nòng súng 2 đi, để nòng súng 3 dự phòng ở trong ba lô nhé. Tầm này chắc là không có ai rồi, thôi kệ đi. Đi xe máy đi tạm một xíu thôi. Thật sự là mình đi xe máy mình cũng cảm giác nó sợ anh em ạ, sợ chúng nó sấy lắm, nhưng mà thôi kệ đi. À, này này, có đi có đi, có đi các bạn ơi. Nhưng mà nó chạy ô tô, mình chạy xe máy không có lại. Đây rồi, vòng lại hả? Có đêm ơi. Nó lên mãi phía trên cơ. Vãi chưởng. Hẳn là lên mãi phía trên cả, pha này hơi căng rồi. Có khi nó lên sẵn, nó dừng xe, nó chở mình đấy chứ anh em. Ồ, lại mất dấu rồi anh em ơi, mất dấu rồi. Sao bạn ấy, bạn đâu rồi? Xe máy này tốc độ chậm quá, không thể lùa được bạn ấy ấy. À đây, trên này à? Ui, chạy nhanh vậy. Bạn này chạy nhanh quá rồi. Đứng lại. Đứng lại mày, xuống xe. Xuống xe. Đúng rồi, xuống xe em ơi. Đừng có chạy như thế cho em ơi. Làm sao đây? Làm sao đấy em ơi? Làm sao đấy em ơi? Lên bảng điểm số này. Thích lượn xe lắm à, thanh niên này. Cái kết đắng chưa em ơi? Lượn xe cho lắm vào nhá, lần sau nhá, chừa cái mặt anh ra nhá. Giờ có khi là mình đi bộ, mình xem có cây nấm nào mình ăn tạm anh em ạ. Chứ bây giờ tầm này đi xe gì nữa. À, trận này thì bo nó cũng thu tại cái đảo nhỏ này anh em ơi. Giờ xem làm sao cố gắng hạ gục 12 đứa còn lại cơ thì mới kiếm được top 1. Hơi khó khăn đấy. Cái khoảng cách ở trên này thì hơi bị xa. Quan trọng là chưa thấy ai cả. Thôi thì mình cứ chạy tạm xuống phía dưới này một xíu này. Ok, các bạn hãy cùng kẹo đi xem mạng nha. Xem nào anh em ơi. Người đâu cả rồi ta? Ồ, chưa thấy ai là sao nhỉ? Mình cứ chạy tạm xuống phía dưới cái đã. Ơ, cái what the hell? Hiện tại thì mình đây đây,
Tớ là không có ai. Thấy ngay một đứa nha. Thế rồi. Ui, chơi xe đấy cả. Đen rồi. Né nó ra một tí. Ok ok. Một đứa ngay phía dưới này. Xấy thẳng phía dưới cái đã nha. Đậu xanh này làm sao? Làm sao Hải ơi, lên bảng điểm số này. Bây giờ là chúng ta chỉ cần lo thằng phía trên nữa là ok này. Nó chạy rồi. Chạy nhanh tay nhanh chân quá nhỉ em. Mình xem ăn tạm cái cây nấm này luôn nhá. Nếu mà nó chạy rồi thì thôi, chúng ta xuống dưới lượm xác thẳng ở dưới cái đã. Ok. Ủa, mình hạ gục 5 mạng mà có 3 mắt xem thôi hả? Hơi ít nhỉ. Đây, xuống lượm xác cho nó thôi. Còn khoảng là hơn 1 phút nữa thì boss sẽ thu lại này. Làm sao bạn ơi? Cái gì vậy? Làm sao? Tính sấy tôi à? Mấy cái bạn này hơi bị coi thường khả năng của kẹo rồi nhá. Baloba này. Baloba thế này đủ ngon chơi anh em ơi. Lút đồ vừa lút vừa xoay một tí đây. Đó. Tăng cao khả năng sống dai. Ok. Mới chạy tạm ra phía con này nha anh em. Giờ xem tìm cái đứa mà nãy nó chạy xe lên quanh khu này nhá. Thích que xe à? Ồ, ngoài này có một đứa này anh em ơi. Thấy rồi nha, kẹo thấy người rồi nha. Đang chạy đi à? Đang chạy đi hả? Làm sao dựng bom keo cả? Làm sao dựng bom keo cả? Dựng bom keo thế thì hơi ngu rồi em ơi. 7 thằng nữa. 10 kill trận này với mình thì nó cũng đơn giản thôi, không khó đâu. Từ từ để mình xem là mình kiếm thêm người cái đã. Thấy khu này hơi vắng này. Đậu xanh. Đây đây, cái thằng khoe xe đây. Cái thằng khoe xe đây. Thằng này vừa tông một đứa à? Vừa tông một đứa cả. Cái thằng chưa khoe xe kia đứng lại. Đúng rồi em, xuống xe. Đúng rồi em ơi, xuống xe này. Xuống xe này em ơi, đúng rồi nhá. Anh bảo là chú phải xuống xe nha. Cứ đứng chạy trên xe khoe xe à? Khoe xe đủ cho em. À, bo vẫn thu ra tận ngoài này cả. Ok ok. 5 mạng nữa. 5 đứa nữa thì mình mới biết được vị trí của một đứa mà thôi. Thế vẫn còn căng thẳng lắm anh em ơi. Xem thằng này nó đang ở đâu nhá. Ồ. Mình có bị lựa lựa vòng ra sau xíu để xem nó có núp ở chỗ nào không. Mình xây nó luôn nhưng mà chắc là. Ôi ôi. Tìm khác. À đâu. Thằng khác đến này địch. Thêm một đứa này. Thêm địch này anh em ơi. Ăn nó vào nhà. Hẳn là vào nhà cơ em. Uầy. Chỗ này hơi đông địch nha anh em. Mình câu liệu hơi ngu tí. Câu liệu hơi ngu anh em ạ. Ôi vãi trưởng. Lại là một pha câu liệu ngu rồi. Làm sao người đâu. Ôi bọn này núp trong nhà cả. Thế mới ghê chứ anh em. Thằng này không biết nó dựng kiểu gì nhỉ. Câu liệu vào đều không ăn nó cả. À phía sau này. Một đứa ở cả nhà bên cạnh này anh em ơi. Một đứa ở cả nhà bên cạnh này. Phần này hơi căng rồi nha. Đông người lắm anh em ạ. Chỗ nào cũng có người. Xem móc được đứa nào móc trước thì mình móc nhá. Solo đi. Solo với nhau đi. Ok, một đứa đã xong. Giờ thì mình lại hết liệu rồi cơ anh em ơi. Ôi vãi trưởng. Đứa nào qua đây trước đây. Một đứa nó chạy vào bo trước này anh em ơi.
Mình phải xem mình hạ cái thằng này trước này. Thằng này chính là cái thằng mà tinh vi nhất nhá. Vãi trưởng, cậu chơi vậy sao tôi sống? Đừng đừng anh em ơi, đừng anh em ơi, đừng anh em ơi, đừng anh em ơi, đừng anh em ơi. Làm sao bạn ơi? Chạy đi bạn ơi. Một vãi trưởng nó chơi mình này, nó chơi mình này, nó chơi mình này. Thế này thì kinh rồi. Thế này thì kinh rồi. Ui vãi trưởng. Thế này thì kinh rồi. Ui. Kinh rồi em ơi. Kinh rồi em ơi. Dựng bom keo các kiểu cả. Lên bài điểm số nhá. Mình còn máu cái đã. Thằng cuối, thằng cuối. À, chưa phải thằng cuối cả. Vãi trưởng thế thì kinh rồi, thằng cuối, thằng cuối. Thằng cuối đang mãi xa thì phải à. Đây nó đang chạy qua, đang chạy qua này, đang chạy qua này. Làm sao em ơi? Làm sao em ơi? Yeah. Top 1 11 kill. Làm sao mấy đứa? Như vậy là mình lại có thêm được một trận top 1 đã hết sức là dễ dàng nha mọi người ơi. Ngon lành. Ăn mừng thế nào? Úi giời ơi, ôi la la lại top 1 nữa rồi. Yes, quá ổn rồi nha anh em. 11 kill top 1 này thơm chưa? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.